Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thuốc màu một hộp mà phô mai que của trẻ em. Mình hãy cùng tô với mình nhé. Đây là những chiếc bánh nhé, bánh giống như bánh sô cô la các vị gọi. Nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Thank you.
vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn thôi nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.